Các bạn thân mến, lâu rồi tôi không quay lại với Trumbum Harmony. Thì hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn với phiên bản Trumbum 21 Premier. Thế thì bản này là bản cuối cùng của phiên bản 21, là bản mới nhất hiện nay. Thì để dạy có bài bản theo nó một quy trình thì chúng ta cùng tôi khám phá. Thì chúng ta thấy là ở các bài trước thì tôi cũng dạy theo kiểu ngẫu hứng, không có trình tự. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về Trumbum. Thì chúng ta sẽ thấy này, ở bên tay trái của tôi là một cái thanh công cụ, trong đó có rất nhiều công cụ để chúng ta lựa chọn. Chúng ta hình dung cho tôi nhé, đây công cụ select là dùng để lựa chọn, select by contour, color là select theo màu, cutter đấy, và công cụ là đặt lại vị trí đấy. Tiếp theo là công cụ tiếp theo là Contour Editor, dùng để chúng ta chỉnh sửa chi tiết cái đường cong. Centerline Editor là làm cho to cái trung tâm của Contour. Pencil Editor là chỉnh sửa cái bút chì. Smooth Editor là chúng ta làm cho mượt các nốt. Các nốt chúng ta vẽ giống như Corel ấy, thì nó sẽ hay bị nhiều nốt. Rồi ngoài ra còn có công cụ Perspective làm chúng ta làm phối cảnh. Envelope là dùng để cho chúng ta tôi chọn envelope là chúng ta có thể bóp méo rồi phình to ra vân vân. Edit Gradient Editor là sử dụng sửa chỉnh sửa màu trộn vân vân và editor và texture. Công cụ tiếp theo là Brush và Tensile Brush. Tensile này là phiên bản này nó mới có nhé. Và bút chì là pencil. Pencil thì chúng ta sẽ có bút chì. Các đồng chí chú ý vào đây nhé. Những bạn nào mà đang học chúng ta vào đây. Thì ở đây chúng ta gồm có stem là con dấu, rồi eraser là cục tẩy. Đây là line, đây là công cụ trùng sơn. Trùng sơn này có rất nhiều. Pen, ink, unpen, zpen, vân vân, stroke và đóng lại các phần không liền mạch, tức là ta nối khép kín đường cong. Và là công cụ morphing là một thuật toán dùng để biến đổi trạng thái từ khung này đến khung khác. Công cụ bàn tay, công cụ animation, công cụ tiếp theo là công cụ transform, vân vân. Công cụ onion. Onion để dùng để cho giúp chúng ta là gì, vẽ frame by frame. Thì các bạn chú ý cho tôi, ở giữa màn hình của chúng ta là tôi đang bật cửa sổ drawing. Drawing là chúng ta dùng vẽ nhé. Camera là chúng ta dùng để sử dụng camera. Đấy là công cụ camera. Rồi các bạn nhìn thấy ở bên cạnh chúng ta là có rất nhiều cửa sổ. Rocking Substitution là cái này là hay lắm. Cái này dùng để chúng ta trong các tình huống, ví dụ như là chúng ta thay mồm, thay miệng, thì có nhiều trạng thái mồm miệng há ra mở ra thì chúng ta sử dụng Rocking Substitution. Ngoài ra có công cụ như Symboy, đây là phần thư viện thì chúng ta có thể lấy ra ở trong kho. Harmony Premium Library. Ở còn phần này là chúng ta gồm thanh color. Thanh color đây là Note View. Note View dùng để chúng ta kết nối chúng lại các bộ phận lại với nhau. Trên dưới đây là thanh timeline để chúng ta có thể editor và tạo các hành động chuyển động vân vân trên thanh này. Đấy, thì chúng ta sẽ nói dần vào bên trong. Trên đây thì có thanh rigging. Đấy, cái này dùng để rigging, tức là gắn xương vân vân. Còn chỗ này là dùng để phần trong phần chuyển động. Thì các chúng ta nhìn thấy có rất nhiều cái chức năng trên này, thì tôi sẽ nói dần. Đấy, khi mà chúng ta vào
Vẽ thì chúng ta có một cái lớp nền đây. Lớp nền đây là cái lớp mà gọi là tôi vẽ đoàn nghèo bằng cái pen, đấy, bằng chổi. Thế thì trên lớp này khi mà chúng ta bật lớp khác thì lớp nền nó sẽ ẩn đi để chúng ta vẽ đè lên. Đấy, chúng ta vẽ đè lên. Thì đây là tôi đang vẽ một con rắn. Con rắn này hai cái lỗ này dùng để tí nữa tôi đặt mắt, mắt của rắn. Đấy, lát nữa đây là hàm dưới. Và cái con rắn này thì để chuyển động thì đây là một hàm trên, là phần trên. Còn đây là phần hàm dưới. Hàm dưới. Thì tôi sẽ vẽ riêng từng bộ phận ra và tí nữa chúng ta kết nối thành đầu con rắn. Đấy, thành đầu con rắn. Đấy, đầu con rắn và bộ phận cơ thể của nó. Thì đây là đầu nhìn nhìn đằng trước. Chúng ta nhìn thấy đằng trước nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cái hàm dưới. Vẽ hàm dưới thì chúng ta nhìn thấy tuy nó là một con mặt ngang nhưng mà chúng ta cũng làm cho nó theo kiểu nổi 3D. Đấy, chúng ta nhìn thấy là tôi bố trí các phân khúc như là vảy trên, vảy to, vảy bé. Thì ở đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Thì chúng ta có thể vẽ một nửa cũng được. À, vẽ một nửa sau đó ta copy. Đấy, chúng ta có thể vẽ một nửa. À, vì cái phần này chúng ta sẽ xóa nó đi nhá. Rồi chúng ta xóa đi, ta chọn công cụ ta xóa đi. À, và xóa nó lập nó đi, tôi vẽ một nửa bên này. Thì các bạn nhìn thấy là phóng phóng to chúng ta sử dụng F2 nhé. À, phím số 2, thu nhỏ phím 1 nhé. Rồi chúng ta xoay là chúng ta giữ Control và phím Os, gọi là phím An trên bàn phím ấy. Đấy, chúng ta có thể xoay. À, xoay thì chúng ta vẽ nó hợp lý hơn. Rồi và chúng ta Shift C. Đấy, thì nó chuyển Shift C, Shift X để nó chuyển về cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy này. Đó, tôi vẽ dùng dùng pen, không phải pen, còn đây là tôi dùng Light Tool, Light Tool, nha. Rồi sau đó thì các bạn có thể vẽ cho nó một cái đường line xuống đây cũng được, sau ta lật sang đối xứng, ta lật đối xứng nhé. Nếu chúng ta đam mê và tích cực thì chúng ta sẽ thành công. Còn nếu chúng ta mà học giữa chừng, chúng ta cái gì cũng chán thì nó sẽ không thành công chúng ta. Và các bạn chú ý ở đây, tôi sử dụng color như sau. Color đây là tôi sử dụng gradient liền color. Mà muốn sử dụng nó thì các bạn chỉ cần tạo một cái nút mới, nút màu mới, cái màu mới, và chúng ta chọn cái nút gradient liền. Sau đó các bạn chọn nhấp vào đây để chọn đầu màu đầu này, sau đó chúng ta kéo đầu màu khác ra. Đấy, để cho con chăn nó hấp dẫn hơn. Phần này chúng ta có thể sử dụng nhiều bảng màu một lúc. Đấy, chúng ta có thể đặt cái cho cái con rắn này. Con rắn này tôi sẽ làm cho phim hoạt hình. Rồi lần này thì chúng ta sau đó thì chúng ta tập vẽ nha. Bây giờ này chúng ta ấn like. Đấy, rồi chúng ta sẽ vẽ làm sao, bố trí làm sao cho nó thu hút về bên kia. Thế để làm được như thế thì tôi vẽ một cái đường line xuống đây. Rồi mang tính là nó sẽ hướng cái đường line về về phía góc kia. Và các bạn chú ý nhé, trong phần thanh công cụ này các bạn nhớ chọn cho tôi cái nút có hình nam châm để nó hút, nó dính vào. Hình nam châm thì chúng ta chọn là Start to Contour. Đấy, các bạn chọn vào đây nhá. Rồi ok, các bạn chọn vào đây này. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ làm sao cho cái phần hướng ra ngoài của con rắn. Đấy, có được mồm theo
Không, hoàn toàn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tô điểm cho con rắn để nó được cái lớp vảy tương đối là đẹp. Rồi bây giờ con rắn này trên chúng ta nhìn thấy vảy to như thế kia. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ vảy. Các bạn giữ Ctrl uốn line xuống nhé. Giữ Ctrl xuống thì cái vảy của nó sẽ to lên. Các bạn chú ý như thế thì các bạn uốn cho tôi, uốn cái lớp vảy cho tôi để cho, tức là trong màn hình thì nó xuất hiện hình ảnh. Có thể các bạn làm trong một thời gian, có một cái thời gian dài trong hình, trong cái khung hình, và chúng ta có thể làm ngắn cái đoạn chiếu đó. Cái miệng ở bên trong thì tôi sẽ vẽ lớp dưới là vẽ hàm ở trong. Trong cái hàm ở trong thì gồm có cả răng, nanh, vân vân, thì để cho con rắn nó sinh động. Đó. Con rắn này đây là chúng ta phải cầu kỳ thì nó mới trở thành một con rắn hoàn hảo được. Giống như trong truyện cổ tích Thạch Sanh. Đó. Sau đó các bạn chọn tên. Tên các bạn tô vào. Đó. Các bạn thu nhỏ lại. Đó, dần dần thì con rắn nó sẽ hình thành cho chúng ta. Rồi, các bạn không thích vẽ cho tôi, các bạn làm vảy cho nó toàn bộ cũng được. Đấy là tùy theo mỗi người một cái quan điểm vẽ khác nhau. Không ai giống ai cả. Rồi, chúng ta vẽ cái này. Trong Moho thì tôi đã sử dụng rồi. Moho cũng là một công cụ rất hay, là một cái app rất hay để giúp chúng ta làm phim hoạt hình. Nhưng trong Moho, các bạn đợi tôi một tí. Đặt. Trong Moho thì chúng ta rất khó vẽ. Tôi thì tôi sử dụng vẽ trong Moho rất là mệt. Moho thường vẽ ở trong bộ phận Photoshop. Còn các bạn ra các bạn cắt và muốn vẽ được trong Photoshop nó trơn trơn tru vector thì các bạn lại phải đòi hỏi các bạn cần phải có một cái máy tính rất là khỏe. Đấy, các bạn phải đầu tư cỡ khoảng 20-30 triệu mới được một chiếc máy tính chạy khỏe được Moho và 3D. Thế chúng ta thấy là Moho nó quản lý theo lớp. Nó các lớp của nó thì bằng các hình ảnh, các bạn chú ý nhé. Moho bằng các hình ảnh hoặc cũng có thể là vector, nhưng vector trong Moho thì hạn chế, và cái sự vẽ nó tôi cũng thấy nó nhiều cái bất cập. Nhưng mà Moho cũng là một trong những phần mềm được đánh giá là tuyệt vời. Đấy. Thế còn animation, cartoon animation hay là animator đấy, là cái bản mà thuộc dạng là Creator Animator. Thì các bạn làm rồi các bạn biết là đấy là một phần mềm mất phí nhiều, cũng tương đối nhiều. Nhưng mà hình ảnh thì chuyển động các thứ thì chúng ta cũng phải làm theo kiểu là đường ống, tức là các bạn chỉnh sửa theo mẫu nhân vật, và chúng ta phải chuyển sang như là Photoshop vân vân để chúng ta làm lại cái nhân vật nó như vậy. Nhưng đối với Toon Boom thì mọi sự trở lên dễ dàng hơn. Ngay kể cả là chúng ta làm chuyển động cũng rất là dễ dàng. Con rắn này thì chúng ta thấy là đó là con rắn trong trí tưởng tượng, nó chẳng giống với con nào.
ngoài đời cả, chẳng giống với con nào ngoài đời cả. Các bạn nhìn thấy nhá, các bạn muốn uốn cái gì các bạn vẽ line và các bạn giữ control đấy, để nó sẽ tự động uốn theo chiều của mình di chuyển chuột. Và trong cái phần bản tone boom harmony này thì các bạn chú ý cho tôi là có rất nhiều hiệu ứng kết hợp để làm cho bộ phim được sống động hơn, chứ không phải như là chúng ta làm cái bộ phim mà nó cứ cứng đơ ra, mà nó thì cứng đơ này mà nó không có những cái hiệu ứng. Ví dụ như là chúng ta vẽ những trận chiến đánh nhau, nó phải có khói bụi, phải có cát, phải có cảnh mây trời tối sáng vân vân, đấy, bão bùng. Nhưng mà những câu chuyện trẻ kể cho các em bé không thì nó cũng nhiều kênh tôi thấy là câu chuyện nó cũng chỉ là tài nhạc, chỉ như là diễn lại giống như nội dung của vở kịch, diễn lại giống như nội dung của vở kịch thôi. Đấy, chỉ là đi theo một cái cốt truyện, nhưng mà những cái sự hành động thì là ít, rất ít hành động. Thì ở trong các kênh thì chủ yếu là nhân vật chính hành động, nhân vật phụ thì lại đứng im. Đấy, nhưng mà chúng ta làm một cái cảnh rất là lớn thì các nhân vật cũng phải không đánh nhau hay là không làm gì chính thì cũng phải chuyển động một tí, bởi vì không ai cái gì là tĩnh cả. Ở cái này các bạn rất là sướng nhá, các bạn có thể dùng pen, các bạn vẽ được một hai chế độ. Thì đây là chế độ tôi đang để ở chế độ gọi là vector. Thì để vector thì khi mà chúng ta render ra nó rất là nét, còn để ở chế độ ảnh cũng được, ảnh nó ra cũng là nét tương đối so với các phần mềm khác. Đấy, chẳng thế mà bây giờ các bạn biết không, bây giờ cả thế giới người ta quay về tung boom. Đấy, đa số là họ có những người họ thuộc 3-4 cái dòng hoạt hình, làm phim hoạt hình khác nhau. Đấy, 3-4 dòng làm phim hoạt hình khác nhau. Ta để cái viền nó rắn này lên, đỏ lên một tí nhá, để tạo cảnh ra. Rồi, ta cộng thêm một cái nữa cho nó đỏ rực. Ví dụ là ta cộng thêm cái đăng, tôi sẽ cho nó đỏ. Ấn tí ở ngoài, nó tạo ra sự ấn tượng. Đây là cái phần dưới miệng. Sau đó thì chúng ta có thể vẽ một cái đại dịch này, các bạn nên ngồi nhà làm bộ phim cho nó vui. Tất nhiên là một bộ phim nếu chúng ta chạy theo thương mại, các bạn làm nhanh nhưng mà nó không đẹp thì cũng rất là phí công. Thì thôi, tôi tốt nhất là chúng ta làm ít nhưng mà ta làm dần kỹ năng của mình sẽ tốt lên. Rồi bây giờ tôi sẽ copy cái phần này, các bạn chú ý nha, vẫn ở trên lớp đây. Đó, copy hoặc tập paste luôn tại chỗ nhé. Tôi sử dụng công cụ Tool of Poverty, tôi chọn lật sang. Đấy,
tôi di chuyển này sang đây. Thì chúng ta thấy là ở con bàn đá được này. Và bây giờ chúng ta ấn cho tôi cái này, ấn F5 nhé, để cho nó mở ra nhầm nhiều khung hình giống nhau. Thì nó phim các bạn nhìn thấy là, bây giờ ta tắt cái này đi, thì chúng ta nhìn thấy là bật trong chế độ camera. Đấy, và chúng ta đến đây rồi. Bây giờ chúng ta tô điểm mắt, mũi, râu. Đấy, và thân con rắn. Đây là phần đứng thẳng. Đấy, thế còn phần nằm nghiêng tôi cũng sẽ vẽ phần nằm nghiêng để con rắn có thể lật đi lật lại và lật đi lật lại. Có phải là như vậy, đánh nhau mà. Đấy, bây giờ tôi sang lớp tiếp theo là lớp mắt. Đấy, lớp mắt. Lớp mắt thì ở đây gồm có là rắn không biết có lòng trắng không, chắc là theo các bạn là có đúng không. Rồi ta mới làm được tôi một cái lớp. Các bạn chú ý nhé, các bạn ấn vào cái nút đây này, cộng, các bạn chọn drawing, các bạn chọn cho tôi phần gọi là mắt. Đấy, mắt này thì chúng ta cho nó một phát là một cái lòng trắng cũng được. Sau đó thì các bạn thêm cho tôi là phần iris là con người. Con người. Thế trong hai lớp này thì chúng ta khi tạo hai lớp xong rồi thì các bạn chỉ cần ấn cho tôi ba phím nhé. Shift and phím Shift Alt Enter. Đấy. Sau chúng ta để cho nó bằng này. Và ấn F5. Ok. Bây giờ các bạn thấy rất là hay ở phần mềm này là chúng ta có thể thêm bớt tùy ý từng lúc mà không phải làm một cách là từ đầu như các phần mềm khác mới xong mới lắp được. Đấy, rất là dễ như thế. Lát nữa thì tôi sẽ sử dụng là lắp răng họng của con rắn. Họng của rắn. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái phần mắt, sau đó ta ẩn xuống phía dưới. Đấy. Mắt lồi hay là mắt là theo các bạn thì mắt lồi hay mắt trong. Đấy, thì chúng ta vẽ như sau nhé. Rồi, cho nó lớp dưới được, lớp trên được. Nó vẽ to hơn cái này một tí. Tăng cho lọt một lỗ. Rắn. Sau đó tôi sử dụng một con người tưởng mở con người, tôi cho là con người này để cho nó máu ở bên này, tôi cho ít màu này. Để thêm đây là gì? Chọn này.
xong rồi chúng ta cho nó vào đây. Bây giờ là xong những cái con mắt, nó con người, rồi tôi vẽ con người. Vẽ con người thì chúng ta vẽ nó, tôi vẽ cho, tôi vẽ cho sau đó chúng ta cũng tô cho nó ra. Và bây giờ ta điều chỉnh một cái nút nữa, điều chỉnh nữa đó. Bây giờ con người này thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu phần này thì cô sẽ sử dụng một cái màu tối. Rồi chúng ta tắt cái phần này ra. Ta sẽ để một chấm đen phía sau. Ok, bây giờ nhé, đây, các bạn nhìn thấy là chúng ta vào Windows, à, tôi copy làm đôi đã, copy làm đôi, các bạn dứt in luôn nhé. Đấy, các bạn chú ý là chúng ta chọn, chúng ta làm như sau. Các bạn bật cho tôi cái thằng Node View View ra nhá. Node View đấy, thì chúng ta bật làm sao tôi bật lại cho nó đẹp. Node View chúng ta chọn nó view nhé. Select này, con người này, màu trắng này, màu quên đây, hàng dưới đây. Các bạn nhìn thấy thứ tự là như sau. Tôi giải thích những cái sơ đồ này để các bạn nắm được. Display này đó là cái cổng output, cổng đi vào là in nhé, cổng ra là ngoài, output là hiện lên màn hình. Cái này các bạn tưởng tượng là display
là nó hiện lên màn hình, tôi nhỏ ra thì là không lên, không có gì lên nữa. Cho vào thì có nghĩa là nó hiện toàn bộ composite này lên màn hình. Các bạn hiểu chưa? Rồi, thế thì tất cả các thành phần element này được nối với composite, nối composite. Đấy, nối composite. Thế gồm có là ở đầu hàm trên, cái này tôi phải đặt là hàm trên. Đấy, thì người ta đặt lại. Rồi. Thế các bạn con người nằm trắng này. À, hàm trên này, hàm dưới này. Đấy. Còn cái này là cái lớp của là lớp lớp vẽo nháp. À, tôi bỏ nó đi thì nó coi như là mình không cho nó hiện thì nó sẽ màu đỏ. Còn đây chính là cái thành phần của vẽ. Thế thì tại đây các bạn biết là cái text à. Text là một cái tiếng Anh, nó nghĩa là trong kỹ thuật cổ của làm phim hoạt hình ấy, đó là những cái chốt di chuyển trên một cái tấm phim để cho nhân vật có thể di chuyển trên đó, các bộ phận của nhân vật được di chuyển đến đấy. Thế thì chúng ta tưởng tượng pet là một cái chốt dùng để chúng ta làm cho nó di chuyển của cái thành phần đó. Chúng ta ấn Ctrl P cho hẹn cái pet nhé. Con người chữ P, P như này. Rồi, dòng trắng như này. Đấy. Thế thì con người muốn được làm con của dòng trắng. Đó. Con người muốn được làm con gọi là children. Đây là father. Đây là parent. Thì chúng ta phải thấy đây. Con người muốn làm con của dòng trắng thì cái dòng trắng này phải có một thằng con ở đây. Tức là như này là gọi là kế thừa. Đấy. Thì khi mà chúng ta chọn vào đây thì các bạn nhìn thấy tôi di chuyển pet như này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là khi mà tôi chọn như thế thì tôi di chuyển được cả lòng trắng lẫn con người đều được di chuyển. Các bạn hiểu chưa? Đấy, được di chuyển bên trong nhá, di chuyển cùng với nhau. Nếu không chọn thế thì nó sẽ không đi cùng nhau. Rồi, rồi ngoài ra thì con người trong thì chúng ta lại chọn tiếp con người phần trong. Đó. Đó, rất là lòng trắng này, con người này, cả lòng trắng được cả con người, còn con người không, con người không. À chết rồi, tôi vừa xong tôi vẽ cái lòng trắng cái này để im. À các bạn xin lỗi các bạn một tí nhé. À, xin lỗi các bạn một tí, một tẹo thì teo thôi. Đó, một tẹo teo. Tức là bây giờ ta coi như là ta xóa cái lớp này đi. Còn người đôi khi mình làm mình lại không chú ý đến cái đoạn. Rồi, tôi có mải nói với các bạn tôi lại định quên cái chỗ này. Rồi. Giờ ta xóa. Đấy. Con người đổi cho lên đó, mình mất pe. Rồi bây giờ tôi cho lòng trắng tôi vẽ lại. Đằng nào nó cứ bị chết dí một chỗ. Rồi bây giờ nhá. Ta lớp con người này. Người nó không có gì. Đây nó thế này đâu. Đây là con người này. Ta xóa ra chỉ để này. Đó. Ok. Ở lòng trắng này. Lòng trắng bây giờ các bạn nhìn nhé. Con người sẽ bắt đầu các bạn lòng trắng. Xin lỗi các bạn một tẹo về leo thôi nhé. Lòng trắng ta thì cho trả mắt rắn trắng đi.
iPad đấy các bạn đã đang tìm hiểu, các bạn đã như tôi. Chúng ta tô rồi. Thế thì chúng ta nhìn thấy là lúc này lòng trắng vào con ngươi là như này rồi. Các bạn cho tôi nhé, các bạn làm này, cái con snake này là cái mặt trên này. Chúng ta kích vào nút này cho tôi để mở ra một cái trục 30XYZ. Trục Z là trục thẳng với màn hình, XY nằm ngang. Thì ở đây chúng ta cho là 0.006 à, rồi đến thằng con ngươi. Con ngươi các bạn cho tôi là trục Z là 0.005 à, thằng lòng trắng rắn chúng ta cho 0.004 đó nhé, bạn cho thế cho tôi à, để sang với camera này nó nổi lên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái bảng rig này à, bây giờ chúng ta nối cái này nhé vào đây, nối cái này vào đây à, chúng ta kết nối với nhau. Rồi bây giờ tôi di chuyển này, bạn nhìn thấy con ngươi được di chuyển bên trong cái lòng trắng. Con ngươi là được di chuyển ở bên trong cái lòng trắng, còn lòng trắng thì nằm ẩn ở phía dưới, trắng nó ẩn phía dưới đấy nha. Đây là ta gọi là học thì chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta mới làm một phát là duplicate cái này à, duplicate select được cái thứ hai. Chúng ta bật cho tôi cái phần tool property à. Con người chưa, rồi tool property. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ lật. Đối với cái này thì chúng ta lại xóa đi cái phần này, thì làm lại cái phần của cái con mắt thứ hai. Rồi bây giờ hai cái này cho vào con của nhau thì chúng ta lật úp nó lên, tool property mở lên. Rồi đến bây giờ tôi mới lật úp một phát. Con người lòng trắng rồi, lòng trắng, lòng trắng ta copy như này. Thì bây giờ chúng ta được đối xứng. Đấy.
đối xứng thì bây giờ ta mới chỉnh lại cái kết nối, lại kết nối một tí nhé. Rồi. Đấy, con người một vòng trắng một đúng không? Rồi, bây giờ tôi cho ở này vào đây, này vào đây, đúng những cái bộ kia, đó, đúng bộ, cân đối nhau. Rồi, thì các bạn nhìn thấy là bây giờ chúng đã được kết nối lại với nhau, đó, kết nối lại với nhau. Rồi, bây giờ các bạn nhìn tôi dích một phát nhé, tại đây, tôi đi đến đây một đoạn, đó. Bây giờ tôi con người chỗ này cũng vậy. Bạn nhìn thấy là lúc này con rắn nó di chuyển đấy. Đây mình gọi là mình gọi tạm như vậy nhé, tạm như vậy để chúng ta vẽ tiếp ở phần khác. Rồi các bạn nhìn thấy không, đấy, nó chui vào trong đấy, mắt con rắn nó chui vào trong đấy, con người nhìn xanh. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp các phần tiếp theo, bao gồm mũi, râu ria, thứ chuyển động. Bài phần video này nó hơi dài, thế tôi xin dừng ở đây để ta lại làm tiếp video ta đăng lên nhá. Các bạn học cho tôi cái phần này kỹ, phần này kỹ cho tôi một lần. À, cả lớp và tất cả các bạn chú ý như thế. Đây là phần để chúng ta chuyển động một lần. Đấy, tôi có tin. Rồi. Rồi. Chào các bạn ở đây nhé.